thì polymer là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, và đặc điểm là nó phải do nhiều mắt xích tạo nên. Thầy lấy ví dụ có rất nhiều polymer, thì nếu mà công thức như thế này rõ ràng các em thấy phân tử do nhiều mắt xích là cái nhóm nằm bên trong, phải đúng không ạ? N này có thể từ 5.000 tới 10.000, thì em nhân lên xem có phải phân tử lượng rất lớn không? Polymer là hợp chất. Có phân tử lượng rất lớn. Phân tử do nhiều mắt xích tạo nên. Thì cái nhóm trong ngoặc này ta gọi là mắt xích. N này ta gọi là số mắt xích trong một phân tử hoặc là hệ số polymer. Thì ta có thể lấy vô số ví dụ về polymer. Các em cũng có những polymer như thế này đã học hồi lớp 11. Đây là PVC. Đây là PE. PE là viết tắt của polyethylene. PVC này là viết tắt của poly vinyl chloride. Hoặc là ta có polymer sau đây. Thì polymer này có tên là polyvinyl acetate. Thì các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi hỏi về polymer thì có những dạng câu hỏi sau đây: tính hệ số polymer, trên đây ta thiếu n, phải có n lần, luôn luôn polymer phải có n lần. Có thể tính hệ số polymer tức là số mắt xích trong một phân tử, hoặc là có những câu như là polymer này điều chế từ phản ứng nào, trùng hợp hay trùng ngưng. Bởi vì có những polymer điều chế từ phản ứng trùng hợp, có những polymer điều chế từ phản ứng trùng ngưng, thì các em phải nắm được. Vậy ta sẽ vào phần số 2 là các phản ứng điều chế polymer. Thì để điều chế polymer có hai loại phản ứng để điều chế polymer là phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng. Em đi vào phần thứ nhất, phản ứng trùng hợp. Thì đặc điểm của phản ứng trùng hợp là không sinh ra nước. Còn phản ứng trùng ngưng trong chương trình phổ thông ta học là luôn luôn có sinh ra nước. Và lưu ý là muốn phản ứng trùng hợp xảy ra được thì cái chất đem đi trùng hợp phải là chất có liên kết pi hoặc là có vòng kém bền.
phản ứng trùng hợp. Là quá trình cộng hợp nhiều phân tử nhỏ, thì phân tử nhỏ người ta gọi là monomer đấy. Phân tử nhỏ còn gọi là monomer, giống nhau hoặc tương tự nhau. Giống nhau hoặc tương tự nhau thành polymer. Thì ta có thể có vô số ví dụ, Đây là ethylene, là phân tử nhỏ hay còn gọi là monomer, dưới ảnh hưởng của xúc tác nhiệt độ áp suất các em sẽ thu được polymer là polyethylene. Để cách viết phản ứng trùng hợp rất đơn giản, ta cho liên kết pi. Thì trong nối đôi này có một liên kết tên là liên kết pi, ta cho gãy làm đôi, một nửa văng qua bên phải, một nửa văng qua bên trái, đóng ngoặc mở ngoặc n lần. Hãy lấy tiếp ví dụ thứ nhì, ta trùng hợp vinil acetate. Ester này có tên là vinil acetate. Thì để viết được phản ứng trùng hợp, thầy đề nghị các em chỉ chú ý tới hai C mang nối đôi. Và em quay CH3COO để xuống 90 độ. Nghĩa là ta bẻ cái chất vinil acetate này thành CH3COO. CH nối đôi CH2. Ta bẻ như vậy và ta cho liên kết pi gãy làm đôi, một nửa văng sang bên này, một nửa văng sang bên kia. Rồi các em sẽ có sản phẩm cân bằng N. Chất này đọc là polyvinyl acetate. Thì điều kiện để một monomer cho được phản ứng trùng hợp là phải có liên kết pi. Thì trong nối đôi này có liên kết pi. Một chất mà không có liên kết pi thì ta đừng có nói đến chuyện phản ứng trùng hợp. Hoặc là có vòng kém bền. Thì thầy lấy ví dụ đây là trường hợp một hợp chất có vòng kém bền. Chất này có tên là caprolactam. Thì trong cái chất này, trong phân tử chất này, các em chỉ được cho thầy vòng nào kém bền, cạnh liên kết nào là liên kết kém bền thì em thành công. Chứng tỏ em học hóa là có căn bản.
Thì chắc chắn không phải liên kết này rồi. Những liên kết này nó giống nhau quá. Liên kết CC này không thể là liên kết kém bền được. Các em nhớ là bài peptide. Liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH là liên kết kém bền. Khi ta thủy phân một peptide thì ta cũng cắt cái liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH ra. Và khi ta cắt ra như vậy thì nó cho trở lại các alpha amino acid. Thì đây cũng thế, liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH này là liên kết kém bền, đứt ra. Đứt ra. Và khi nó đứt ra như vậy thì ta sẽ thu được polymer sau đây. CO. CH2. 5 nhóm. NH. Cân bằng N lần. Sản phẩm này có tên là ni lông 6. Hay còn gọi là tơ cáp rông. Như vậy thì phải nhắc lại, điều kiện để một monomer cho được phản ứng trùng ngưng là phải có liên kết pi hoặc có vòng kém bền. Thì trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, người ta có thể hỏi thế này: chỉ ra chất nào dưới đây cho được phản ứng trùng ngưng hoặc là trùng hợp. Thầy lấy ví dụ, chỉ ra chất nào dưới đây cho được phản ứng trùng hợp. A. A. CH4. B. C2H4. C. Benzen. Và D. Toluen. Thì chắc chắn các em phải chọn B rồi. B này trùng hợp cho ra polyethylene. Thì mức độ ra thi của tốt nghiệp trung học phổ thông là chỉ yêu cầu học sinh nhận định được chất nào cho được phản ứng trùng hợp, chất nào cho được phản ứng trùng ngưng. Ta sang phản ứng thứ nhì là phản ứng trùng ngưng. Rồi ta sang phản ứng trùng ngưng. Thì phản ứng trùng ngưng cũng dùng để điều chế polymer, nhưng mà đặc điểm là phản ứng trùng ngưng luôn luôn sinh ra nước hoặc các phân tử nhỏ khác. Nhưng mà trong chương trình phổ thông thì luôn luôn phân tử nhỏ này là nước, nghĩa là luôn luôn phản ứng trùng ngưng thì có sinh ra polymer kèm theo nước. Còn trùng hợp thì chỉ sinh ra polymer duy nhất mà thôi. Vừa rồi phản ứng trùng hợp, thầy không lấy ví dụ điều chế cao su Buna S hoặc cao su Buna N, bởi vì cao su Buna S, cao su Buna N vân vân, thì muốn điều chế nó ta cũng đi từ phản ứng trùng hợp, hai loại monomer khác nhau. Tuy nhiên chương trình phổ thông thì không hỏi tới mức mà điều chế cao su Buna N hoặc cao su Buna S, vì thế thầy không đề cập tới. Tương tự phản ứng trùng ngưng, trong chương trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không điều chế những polymer mà đi từ hai loại monomer khác nhau. Vì thế ta cũng chỉ nghiên cứu những phản ứng trùng ngưng đơn giản thôi.
là quá chừng, là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ hay còn gọi là monomer. Thành polymer. Và có giải phóng các phân tử nhỏ khác. Thì phân tử nhỏ khác này trong chương trình phổ thông là nước. Rồi ta sẽ xét các ví dụ. Thì một học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải biết phản ứng điều chế ni lông 6 là một phản ứng trùng ngưng. Đây, muốn điều chế ni lông 6 ta đi từ amino acid có công thức như thế này. Đọc tên chất này: acid epsilon amino caproic em tiến hành trùng ngưng. Thì thầy chỉ luôn cách viết phản ứng trùng ngưng rất đơn giản. Nhóm axit các em bỏ đi OH. Nhóm amino các em bỏ đi hydro. Và ta đóng ngoặc mở ngoặc N lần. Vậy ta sẽ thu được polymer là NH. CH2 cũng lặp lại 5 lần. CO thì OH và H ở đầu này tách ra sẽ biến thành nước, cho nên luôn luôn là ta sinh ra nước cân bằng N. Sản phẩm này là ni lông 6 hay là tơ cáp rô. Ngoài ra các em cũng phải biết phản ứng điều chế ni lông 7. Thì ni lông 7 cũng tương tự như ni lông 6, ta đi từ một amino acid có 7C. Nếu có 6C thì ta ra ni lông 6. Các em đếm xem phải 6C không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ra ni lông 6. Bây giờ thầy đi từ amino acid có 7C sẽ ra ni lông 7. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Vấn đề biết cách đọc tên nữa. Vì đi thi có thể người ta hỏi thế này: nguyên liệu để điều chế ni lông 7 là, ta cho những cái tên gọi mà em không biết tên gì, công thức gì thì làm sao trả lời được. Thì đây là axit omega, amino, enantoic, enantoic. Cách viết phương trình hoàn toàn tương tự với phản ứng trên này. Đầu axit bỏ đi OH, đầu amin bỏ đi H. Vậy ta thu được NH CH2 6 lần.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn lại nhóm CO. N lần cộng nước. Cân bằng N nước. Thì đây là ni lông 7. Hay còn có tên là tơ ê năng. Nếu thi đại học, các em còn phải viết thêm phản ứng điều chế ni lông 66. Các em phải viết thêm phản ứng điều chế polyethylene terephthalate. Thì đó cũng là hai polymer điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Tuy nhiên thi tốt nghiệp trung học phổ thông, người ta nắm hai polymer này là đủ. Vậy thì phần polymer, thầy đề nghị các em phải nắm vững những gì thầy vừa truyền đạt. Ta sang phần số 2, vật liệu polymer. Thì vật liệu polymer có thể là chất dẻo, tơ, keo dán, cao su. Tuy nhiên trong chương trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thầy đề nghị là học cho thầy phần tơ. Ta nghiên cứu kỹ phần tơ. Thì tơ các em lưu ý là có 3 loại tơ. Đó là tơ thiên nhiên, thứ hai là tơ nhân tạo hay còn gọi là tơ bán tổng hợp, và thứ ba là tơ tổng hợp. Thì tơ thiên nhiên là gì? Là đi từ polymer thiên nhiên. Đi từ polymer thiên nhiên. Như là tơ gì? Tơ tằm đúng không? Len. Thì len là đi từ lông cừu. Bông. Bông là lấy từ cây bông. Tơ nhân tạo là tơ con người là một nửa, một nửa lấy từ thiên nhiên, cho nên còn có tên là bán tổng hợp. Đi từ polymer thiên nhiên nhưng có chế biến thêm bằng con đường hóa học. Nhưng có chế biến thêm bằng con đường hóa học. Thì các em cũng phải biết đó là những tơ gì. Như tơ visco. Nhớ là bài học cellulose. Thì tơ visco đi từ cellulose. Người ta nấu với lại hỗn hợp carbon disulfur và natri hydroxit
sẽ ra một chất lỏng có dạng nhớt gọi là visco. Và người ta bơm chất lỏng này qua những cái lỗ nhỏ thì người ta được tơ visco. Như vậy tơ visco đi từ polymer thiên nhiên là cellulose. Nhưng con người có nhúng tay vào chế biến thêm bằng con đường hóa học. Tơ tổng hợp là con người làm hoàn toàn, không lấy một thứ gì trong thiên nhiên, đi từ polymer tổng hợp. Như tơ gì đây? Ni lông 6, ni lông 7, ni lông 66, ni trông. Như ni lông 6, ni lông 7, ni lông 66. Nitro. Tơ lắp san. Lắp san. Thì lắp san là tơ đi từ phản ứng trục ngưng giữa ethylene glycol và axit tereftalic. Thì đối với các em thi đại học là phải viết được phản ứng điều chế tơ lắp san, phải viết được phản ứng điều chế ni lông 66. Còn đối với thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì ta không cần viết hai phản ứng đó, chỉ cần hiểu hai loại tơ đó là hai loại tơ điều chế từ phản ứng trục ngưng và là tơ tổng hợp. Như vậy là ta đã kết thúc lý thuyết về polymer và vật liệu polymer. Các em chuẩn bị sang phần bài tập.